Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Alo Xe. Hiện tại nó có mặt cửa hàng Hát Giáp Bình Dương, chi nhánh số 1 gần dòng xe An Phú, thành phố Thượng An, tỉnh Bình Dương. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về dòng xe Honda Vision phiên bản 2021. Một dòng xe có nói là một dòng xe tay ga quốc dân ha, phù hợp cho cả nam và nữ luôn, là một trong những dòng xe mà có nói là bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam mình. Đó là dòng xe Honda Vision. Thì hiện tại trong cái tháng 6 này, so với cái tháng năm vừa qua thì mình đã báo cho các bạn thì nó cũng có một cái dấu hiệu gì đó gọi là giảm hơn một tí so với cái thời điểm trước đây. Tại vì bây giờ thì mình như những video khác mình đã nói các bạn thì những cái thời điểm mà giá cả nó ok nhất thì sẽ rơi vào tháng 7, tháng 8. Và bây giờ thì giá nó đang có dấu hiệu giảm dần rồi. Nên là trong cái giai điểm này thì là giai điểm nó thay đổi giá thường xuyên nhất. Nên những bạn nào đang có quan tâm dự định mua dòng xe Honda Vision thì các bạn thể nên cân nhắc lại trong cái giai điểm này. Mình đợi cái thời điểm mà nó ổn định thì khi đó mình quyết định mua cũng được. Tại vì bây giờ thì mình thấy là giá tương đối rất là cao luôn. Đó là cái lời khuyên của mình dành cho các bạn nha. Còn bây giờ thì mình sẽ cập nhật giá chính xác cụ thể cho bạn từng phiên bản ở trong cái tháng 6 này cho dòng xe Honda Vision cho các bạn tham khảo thêm ha. Rồi, ở đây thì mình có trưng vài màu sắc của dòng xe Honda Vision thôi. Tại vì bây giờ hàng hóa thì nó cũng không có nhiều lắm các bạn. Nó cũng tương đối là đủ thôi chứ không gọi là dư và nhiều. Đó. Ở đây thì mình có trưng hai màu sắc của phiên bản cá tính nè. Cá tính thì chỉ có hai màu sắc thôi. Đó là màu đen nhám và màu xanh xám nhám ha. Thì hai màu sắc này là đồng giá nhau với mức giá là 48.300.000 nha. 48.300.000 ở mức giá cũng rất là cao. Trước đây á, cái thời điểm mà giá nó ổn định nhất á, thì đối với phiên bản cá tính này nó chỉ rơi vào khoảng 39-40 triệu thôi, là mức giá là ok nhất. Đó, thời điểm đó là hàng hóa nó nhiều quá nên là giá cả nó cũng khá là mềm các bạn nha. Giá ổn định nhất, ok nhất nó sẽ rơi vào 39-40 triệu cho phiên bản cá tính này. Đó, bây giờ thì giá cao lắm nên các bạn khoan hãy mua ha, những bạn nào mà không cần gấp thì khoan hãy mua. Đấy. Rồi tiếp đến là cái phiên bản đặc biệt thì ở đây mình có trưng cái màu xanh dương nhám ha, màu xanh dương nhám. Và cái màu sắc thứ hai nữa là màu đen nhám. Đen nhám thì hiện tại thì nó không còn ra mẫu nữa ha, tạm thời không còn ra mẫu mới nữa. Bây giờ thì chỉ còn màu xanh dương nhám này thôi nha các bạn nha. Thì đối với màu xanh dương nhám này hiện tại thì đang bán mức giá là 44.800.000 các bạn nha. 44.800. Mà nếu mà so với mức giá mà ổn định trước đây thì nó rơi tầm khoảng 38-39 triệu ha, 38-39 triệu thôi đối với phiên bản cá tính này. Đó, thời điểm mà giá ok nhất là nó rơi vào giá đó. Và hiện tại thì 44.800 này thì mức giá cũng tương đối cũng rất là cao các bạn nha. Thì các bạn nên cân nhắc. Rồi tiếp đến là phiên bản cao cấp. Cao cấp thì nó sẽ có 3 màu. Màu xanh dương nhám này. Màu xanh dương nâu ha, màu này màu bóng các bạn nha. Màu xanh dương nâu. Và đây thì mình có thay cái mặt nạ rồi, tí nữa thì mình sẽ giới thiệu sau ha. Rồi, màu sắc thứ hai đó là màu trắng nâu. Trắng nâu thì nó sẽ không còn ra mẫu nữa, không còn sản xuất nữa. Màu thứ ba nó là màu đỏ nâu. Đó, với ba màu sắc này là đồng giá nhau là 42.500.000 ha. 42.800 chứ mình xin lỗi các bạn nha, 42.800. Thì mức giá mà trước đây nó ổn định nhất á, thì nó rơi tầm khoảng là 36 triệu, khoảng 36-37 triệu. Nó sẽ rẻ hơn so với phiên đặc biệt khoảng 2 triệu á. Đó thì sẽ rơi vào giá đó thì sẽ giá ok nhất ha. Bây giờ để tiếp 42.8 nó trên lệch đâu đó khoảng 6 triệu thì mình nghĩ mức giá tăng nó rất là cao ha. Thì các bạn cũng nên cân nhắc với cái phiên bản này. Rồi tiếp đến là phiên bản tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thì hiện tại là có hai màu sắc, đó là màu trắng đen và màu đỏ đen. Hai màu sắc này để đồng giá nhau là 39.300.000 ha. Giá đã có VT rồi, chứ bao gồm chi phí lăn bánh các bạn nha. Thời điểm trước đây phiên bản cá tính nó sẽ rơi vào tầm khoảng giá từ 32 triệu, khoảng 32-34 triệu là cái mức giá là ok nhất ha, ổn định nhất. Còn bây giờ thì nó rơi là 39.3 rồi, nó tăng đâu đó cũng 5 triệu ha, tương đối rất là cao. Thì mình nghĩ thì trong cái giai đoạn này những bạn nào mà thật sự mà không cần gấp lắm á, thì các bạn nên đợi khoảng 2 tháng nữa các bạn hãy mua, tầm khoảng tháng 7 hay tháng 8. Còn những bạn nào mà cần gấp lắm, cần có một chiếc xe để mình đi làm, đi công việc, đi lại á, thì mình có thể mình cắn bụng mình mua trong giai đoạn này cũng được. Thì đó là tùy theo cái nhu cầu của các bạn thôi. Còn đây là mình chỉ là chia sẻ
cái kinh nghiệm của mình, cũng như là chia sẻ cho các bạn biết là khi nào mà mình nên mua hoặc là khi nào không nên mua, để cho những bạn nào mà đang có dự định mua thì các bạn thể tham khảo thêm. Tại vì bây giờ giá cả của dòng xe Honda nói chung và dòng xe Honda Vision nói riêng thì đang bị đổi giá rất là cao luôn, trên tại các khách trên toàn quốc luôn, không chỉ riêng ở khu vực Bình Dương mình hay không đâu. Đó, thì đó là một vài thông tin mình muốn chia sẻ đến cho các bạn ha. Còn những bạn nào muốn tham gia chương trình trả góp thì bên mình vẫn có hỗ trợ trả góp thôi. Thì các bạn chỉ cần trả trước đâu đó khoảng 7 triệu, 8 triệu là các bạn mua trả góp được rồi. Thủ tục khá là đơn giản, chỉ cần căn cước công dân thôi là các bạn sẽ mua xe được ha. Đó. Chi tiết hơn thì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại của bạn Ngân, thì bạn sẽ tư vấn cho bạn những cái gói trả góp hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất bao nhiêu thì bạn Ngân sẽ tư vấn cho bạn chi tiết hơn. Lãi suất thì trung bình khoảng 1.37% thôi ha các bạn nha. Đấy. Những bạn nào mà mua xe mà tự làm biển số thì các bạn sẽ mua với mức giá mà mình vừa báo cho các bạn nha. Giá hồi nãy giờ mình báo cho các bạn á đã có VT rồi, chưa gộp chi phí lăn bánh thôi. Thì những bạn nào mua xe mà tự làm biển số thì các bạn sẽ mua với mức giá mà mình vừa báo cho các bạn nha. Giá chính xác 100% luôn. Đấy, trước khi đi thì các bạn nhớ gọi cho bạn Ngân trước để xác nhận lấy giá nha. Và những bạn nào mà muốn bên cửa hàng làm biển số cho các bạn á, thì các bạn phải đóng thêm một khoản chi phí ha. Tùy theo huyện tỉnh thành thì mức chi phí ra biển số sẽ khác nhau. Cụ thể thì các bạn cứ liên hệ với bạn Ngân thì bạn sẽ tư vấn cho bạn cụ thể hơn ha. Thì trong video này thời lượng có hạn thì mình không có tư vấn nhiều. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho bạn cái mặt nạ này. Mặt nạ này thì phiên bản nào bên mình cũng có các bạn nha, màu sắc nào bên mình cũng có hết. Nhưng bạn nào mà đang chạy dòng xe Honda Vision mà chưa có lên mặt nạ này thì các bạn hãy tham khảo thêm. Còn không thì thôi mình sẽ mặt nạ xin cũng được. Thì đối với cái mặt nạ này giá trung bình tầm khoảng từ 450 đến 500 ha, tùy theo màu sắc, tùy theo phiên bản ha. Đây là cái màu sắc xanh dương nha, được đổi mặt nạ màu nâu ha, cho nó phối cùng với cái màu thân xe với yên xe. Đó. Rồi. Cá tính bên đây thì bên mình cũng có gắn ha, gắn mặt nạ thì dạng Ý nè, nhìn nó trẻ trung hơn. Thì những bạn nào thích thì các bạn gắn cũng được. Còn đối với cái phiên bản cá tính màu xanh bên đây và phiên bản đặc biệt bên đây thì bên mình không có gắn ha, để nguyên xin. Nhưng bạn nào thích gắn thì bên mình gắn chẳng được. Đấy. Ở đây thì mình không có trưng phiên bản tiêu chuẩn ha, nhưng mà bên mình hệ thống á, bên mình thì vẫn có hàng. Tại vì bây giờ xe không có nhiều á, nên là không có trưng đầy đủ cho các bạn tham khảo trong cái video này được. Thì những bạn nào quan tâm những cái màu sắc khác thì bạn cứ liên hệ với bạn Ngân nha, thì bạn tư vấn cho các bạn luôn. Đấy. Rồi, thì đối với cái phiên bản đặc biệt nè, cá tính nè, cao cấp nè, thì có đầy đủ tất cả các tính năng cũng như là đầy đủ tất cả các tiện ích cho các bạn ha. Ví dụ như là đèn định vị ban ngày nè. Đó, đèn vị ban ngày nằm trên đây, mình sẽ quay cận cho các bạn xem ha. Đây, đèn vị ban ngày nằm trên đây. Đó, đèn này đèn LED các bạn nha. Đó, thì nó sẽ sáng đèn trắng nằm trên đây. Đó là đèn định vị ban ngày. Và cái tiện ích thứ hai nữa là cái cổng sạc ha. Cổng sạc thì ba phiên bản này được trang bị thêm cái cổng sạc. Đây, để qua đây quay cho bạn xem. Cổng sạc thì nằm trong cái phần yên xe. Đây. Đây là phần yên xe ha. Cổng sạc này thì mình phải mua một cái cổng sạc ô tô mình mới lắp vào được các bạn nha, mình sử dụng được nha. Đấy. Cổng sạc. Rồi, cái tiện ích thứ ba nữa là về phần khóa thông minh. Khóa thông minh ha. Nhưng đối với khóa thông minh này chỉ có hai tính năng thôi, đó là tính năng tìm xe và tính năng tắt mở khóa thông minh từ xa ha. Đấy. Đó, còn tính năng chống giật thì trên dòng xe Honda Vision này không có trang bị các bạn nha. Thì ba phiên bản này được trang bị đầy đủ ba cái tính năng mà mình vừa báo cho bạn. Còn riêng cái phiên bản tiêu chuẩn á, tiêu chuẩn thì sử dụng là phát thường ha, sử dụng phát thường đó, và không có cổng sạc cũng như là không có đèn định vị cái ban ngày các bạn nha, không có đèn định vị ban ngày. Đấy, các bạn lưu ý cho mình ba điều đó nên là giá nó cũng mềm hơn. Đấy. Còn đây là về mặt đồng hồ ha, mặt đồng hồ thì được tinh chỉnh lại rồi, thêm cái chỉ LCD nằm ở trên đây nữa ha, thể hiện tổng số km mình đi được cũng như là thể hiện cái mức tiêu hao nhiên liệu ha. Và đặc biệt thì trên cái phiên bản này có xuất hiện thêm một cái đèn eco nữa, đèn báo tình trạng tiết kiệm xăng khi các bạn đang vận hành trên đường. Rồi, công tắc đèn thì đã được tỉnh đặt lực bỏ cái công tắc đèn rồi. Những bạn nào mà thích độ công tắc đèn thì mình độ, còn không thì thôi các bạn nha. Đó. Ở đây thì có học chế độ phía trước ha, có nắp đậy nè, nó cũng khá là dễ dàng. Mình để đồ này kia mình đậy lại ha, khi mình chạy xe thì cũng đỡ bị văng hoặc là rớt ra ngoài. Đấy. Rồi. Chứ chiếc này thì mình có gắn thêm những cặp phục nè, thì những bạn nào quan tâm về độ phục á thì các bạn hãy tham khảo thêm ha, những cái phục này. Đấy. Hoặc là những cái bộ trang trí ha, bộ trang trí như thế này đây. Thì các bạn có thể mình tham khảo thêm.
Đó. Còn đây là cái phiên bản cá tính ha. Phiên bản cá tính thì về cái chiều cao của nó thì nó sẽ cao hơn so với những cái phiên bản bình thường, đặc biệt là phần yên xe cao hơn và cái bánh trước nó sẽ to hơn so với những phiên bản còn lại. Đó. Thì phiên bản màu xanh xám nhám này là một trong những màu sắc mới của dòng xe Honda Vision. Thì các bạn hãy tham khảo thêm ha. Rồi bây giờ thì các bạn xem ở phần phía trước một tí chỗ cái dòng phiên bản cá tính này. Đó. Hệ thống đèn thì vẫn sử dụng đèn halogen thôi, đèn luôn sáng các bạn nha. Đó. Nhưng mà khi mà các bạn hiện tại thì đang vào trời mưa nên là khi mà các bạn mà mặc áo mưa mà chùm vào cái phần đèn này thì cái bóng đèn halogen thì cái nhiệt độ mà nó tỏa nhiệt á nó rất là cao, nên là các bạn lưu ý điều này giúp mình ha. Khi mà các bạn chạy trời vào trời mưa trời lâu thì có thể là mình chùm áo cao su lại thì nó sẽ nóng, thì gây ra là nó chạy áo cao su ha, ra tình trạng là sẽ biến dạng cái phần chó đèn này, nên là trong mùa mưa này các bạn nên lưu ý điều này giúp mình nha. Rồi thì nãy giờ mình đã cập nhật giá cho các bạn về dòng xe Honda Vision rồi, thì các bạn hãy tham khảo thêm. Khi nào mà giá cả nó có thay đổi nữa và giá nó giảm thì mình sẽ cập nhật lên kênh Alo Xe của mình. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những lần sau nha. Mình xin cảm ơn các bạn.